Đức Ca chơi đèn led. Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn cụ thể anh em cách đấu dơ le cho đèn led trợ sáng anh em nhé. Đấu trực tiếp lên xe luôn các bạn. Mình cũng không cần biết nó là xe gì, chỉ cần biết nó là xe này, không biết xe này là xe gì các bạn. Chỉ biết nó là của hãng Yamaha, biết nó hãng gì là mình đấu được rồi các bạn nhé. Lắp con này chủ yếu chỉ là quay video để anh em biết cách làm các bạn. Cái đầu đèn vào không vào? Nhìn như thế này nhé. Bọc ghen dây điện vào nhìn cho nó an toàn đấy nhé. Này lắp 2 lò 4x nên phải dùng dơ le cho an toàn các bạn nhé. Nếu không dùng dơ le đi một thời gian thì rất nguy hiểm. Công tắc chỉ dùng công tắc riêng không chịu được tải cho hai con này đâu. Đây là dây công tắc. Tụi anh em. Đây là hai dây của công tắc. Vì mình dùng dơ le lên hai dây công tắc không cần to các bạn nhé. Nhỏ lắm. Đây dơ le này. Hai chân điều khiển thì âm của chân điều khiển nối với âm của đèn L4X. Cái thằng này nối vào đâu ấy nhỉ mày? Dương. Dương gì mày? Vào dương. Đây là quy. Hai dây của công tắc thì một đầu anh em nối vào chân đỏ của điều khiển đây các bạn nhé. Âm của chân điều khiển anh em nối với lại âm của L4 các bạn. Xong tòa ra một dây âm chung nhé, để nối với âm trên xe. Còn dương chân điều khiển, dương của chân điều khiển đây các bạn. Em tiến hành nối vào một đầu công tắc. Thank you.
Đây là dây âm chung các bạn. Âm chung với xe IA anh em nối vào dây màu đen các bạn. Nối vào khung máy. Đến dây to to nối ra an toàn. Dây còn lại của công tắc. Dây còn lại của công tắc thì anh em tiến hành nối vào dây nâu sau ổ khóa với xe IA. Đây xe IA, đây dây trước ổ khóa, dây sau ổ khóa đây các bạn nhé. Quay nhìn vào máy quay cho anh. Nhìn máy quay. Quay đúng là đây. Một đầu dây còn lại công tắc anh em tiến hành nối vào dây nâu sau ổ khóa nhé. Còn đây dây mát. Dây mát các bạn tiến hành nối vào dây mát của xe là dây đen. Đầu dây to này anh em nối vào dương của hai đèn là 4 này. Đầu còn lại anh em nối vào dương bình cho mình nhé. Dương bình là dây đỏ đây các bạn. Quá đang bật hay đang tắt đi. Vừa tắt đi. Đây à? À ấy cứ về chung rồi. Đúng rồi. Đấy ra anh em. Quả này này. Ok ok. Quấn chặt quấn ở ngoài nhá, đấy dây dương đây nó vào có điện này. Đây xoay trong này rồi. Mày xoay đâu rồi? Xoay vào đường đấy.
đấy các bạn nhá, rất sáng rồi, như thế là ok rồi nhá. Đây chìa ra hai rác muối, rác một con lò 4 lít cơ. Rác này thì có đèn sương mù rồi đó. Rồi. Cứ luôn cái này vào như thế. Cứ quay một cái đây. Đây là đây một cái nha Quốc ơi. À Quốc ơi. Lấy cái chiếc đầu sang vậy. Lắp rất đơn giản anh em, không có gì. Nên đấu thêm dưa lea cho an toàn. Cực kỳ an toàn. Điện đóm làm dây ống mộc gen sắc cốt cẩn thận, cố định đèn ok nữa thì các bạn đi không phải nghĩ. Mưa rồi, hôm nay trời mưa anh em ạ. Ê, mưa gió này ở nhà lắp đèn là thích nhất các bạn, không phải đi lại, mưa kệ mưa. Mình lắp thì mình cứ lắp. Đây xin giới thiệu anh em, đây là hai kỹ thuật cứng của Shop. Đây. Thằng nào cũng đang tìm người yêu các bạn. Đây. Hai thằng quay cái mặt ra đây cười gái xem này. Rung 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 rung. Vâng ơi. Vâng ơi. Còn kia là thanh tra cũng đi lắp đèn các bạn, cho nên anh em ra đường lắp đèn không lo công an các bạn nhé. Đấy nhu cầu ai cũng phải cần. Còn hôm nay đã đỡ mưa rồi anh, đợi tí lắp con này xong. Bị mất rồi à? Nằm á, lao thì trên đê lao xuống. Ui rồi đê vỡ hết cả đầu. Nhưng mà người làm sao? Người không có gì. À thế là may rồi, lao từ trên đê xuống. Xe của mình ấy, xe của ấy, xe của em. Ô đây tưởng xe bạn đây. Vâng, đây nó vừa lao xuống này. Nó nhìn vẫn đẹp nhỉ. Cố gắng lại chớp kia về vợ. À rồi anh em, lại tiếp tục công việc cuối cùng là gắn đai vào thôi các bạn, tìm vị trí thích hợp gắn. Khi gắn anh em chú ý một điều nữa là check đèn bám đường sao cho hợp lý rồi mình cố định lại cho chắc. Rồi đây phụ kiện cái đai của nó đây các bạn. Các bạn tìm ốc gắn ở vị trí hợp lý là được. Đấy ngoảnh đầu đi đầu lại không vướng các bạn nhé. Váy chặt, vắt cố định chặt. Rồi, anh em tiến hành bắt đai L4X trước các bạn nhé. Đây này, bắt vào con ốc này luôn các bạn. Nhiều khi cái lỗ ở đây nó hơi bé thì mình phải khoan rộng ra cho vừa cái ốc đấy các bạn. Bắt là 4 vào đi.
hút cái rác đấy đầy vào. Đây nó có hai con ốc lục hai bên dìa bạn. Mở cái tay ra tao xem tí nào. Đây anh em, rồi phái đi. Một con dưới, một con trên. Phái cái đấy để làm gì Vương này? Thôi anh Vương này. Phái rất chặt tí làm gì ạ? Cẩn thận nó tròn nhé. Con này đèn à, đèn sương mù luôn sáng. Cứ xoáy cố định chặt con trên con dưới đi cho anh. Từ từ anh thấy không sợ nó tuyến điện. Cho vào hẳn không xoáy. Con dưới chặt đi. Rồi giờ Đức Ca xin tiến hành test độ sáng cho anh em xem nhé. Test độ sáng đèn pha và 2R40 đợi anh tắt điện. Rồi, mở đèn pha lên đi em, tắt là 4 đi. Rồi, công tắc riêng ở đây các bạn nhé. Đây là đèn pha anh em ạ. Sáng bằng cái đèn flash của mình nhé anh em. Trong kia vẫn có ống kia. Rồi, mở đèn, tắt đèn pha, mở đèn là 4. Rồi, xin lỗi. Tắt đi, mở lại đi em này. Đó, mở lên. Rồi. Quá đẹp. Quá sáng các bạn. Không phải sáng mà quá sáng. Rồi, ok. Nhìn lắp hai cái nhìn rất cân và đẹp, thẩm mỹ các bạn, chắc chắn.